Chiều 21 tháng 10 tại Khánh Hòa đã diễn ra hội nghị liên kết du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa trong điều kiện an toàn thích ứng với dịch COVID-19. Tham dự hội nghị có bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ông Lê Hữu Hoàng cùng các doanh nghiệp hai tỉnh. Tại hội nghị, thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa đã đề xuất phương hướng hợp tác như trao đổi kinh nghiệm hợp tác về công tác quản lý nhà nước về du lịch trong giai đoạn sau dịch COVID-19. Phát huy thế mạnh và kết nối thuận lợi phương tiện hàng không và đường sắt phục vụ du lịch đến hai địa phương, xúc tiến hoạt động quảng bá du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chống dịch COVID-19 vừa qua nhưng đã dần ổn định, là địa phương đầu tiên khởi động lại hoạt động du lịch tới Khánh Hòa. Theo ông Hoàng, đến nay tỉnh Khánh Hòa đã có 97% người dân tiêm vaccine mũi 1 và gần 44% người dân tiêm mũi 2. Trong đó, tất cả nhân viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Khánh Hòa đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Tỉnh Khánh Hòa đã sẵn sàng đón khách nội địa và đang đề xuất xin ý kiến chính phủ để đón khách quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh cơ bản kiểm soát được dịch, dần dần đưa các hoạt động trở lại. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bà Thắng gửi lời cảm ơn tấm lòng người dân, lãnh đạo Khánh Hòa đã chia sẻ hỗ trợ thành phố vượt qua đại dịch. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất từ ngày 1 tháng 11 chính thức đưa khách từ thành phố Hồ Chí Minh trở lại Khánh Hòa. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.